có món quà tặng để anh tặng trước. Dạ, dạ cảm ơn dạ. Anh đây là món quà chiếc nhẫn. Anh là bên làm kim hoàng, anh là kinh doanh bên hàng trang sức á. Dạ. Chúng anh có chiếc nhẫn để tặng cho em. Dạ. Và anh đưa cái tay ra, mười cái tay coi. Trời ơi nó đẹp ông nội mẹ. Lôi quân từ từ làm cho bà sao bà mối. Dừng luôn anh, đẹp quá, đẹp rồi. Trời ơi đẹp quá mọi người. Để cho mượn tay, mượn tay. Trời ơi cái mẫu này tôi thích dữ lắm. Mời nhà trai. Ơi, chào anh trai. Mời anh ngồi. Mời nhà gái. Chào. Rồi mời bạn ngồi. Rồi nhà gái giới thiệu về mình nè. Dạ em xin chào anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan. Chào em. Dạ. Em tên là Trần Thị Ánh Tuyết. Sinh năm 1986. Tuổi Dần. Hiện tại công việc của em là kế toán. Đang công tác tại thành phố Hồ Chí Minh nhưng quê quán thì ở Đồng Nai. Rồi mời anh trai. Kính chào tất cả các vị khán giả trong trường quay, cùng MC Quyền Linh và chị Ngọc Lan thân mến. Chào bạn gái bên kia. Tôi tên là Nguyễn Thành Tâm, năm nay 42 tuổi, sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, quê quán tại Quảng Nam. Tôi là kinh doanh bên ngành kim hoàn. Tức là thợ bạc á anh Tâm hả? Dạ đúng rồi anh Linh. À thợ bạc. Dạ. Em cũng trải qua một cuộc tình đổ vỡ. Nó cũng sống trong được 6 năm nhưng mà vì nó cuộc sống nó không có được hòa hợp lắm, nó không có thuận, nó thuận bùm xuôi gió. Chính vì đó phải chia tay, nhưng mà em có cái thâu chỉ sống vậy thôi, không có con cái, chưa có con cái. Chưa con cái gì hết. Dạ. Em cũng rất khao khát để có chương trình để tạo điều kiện cho em để có một cái cuộc sống tiến tới hôn nhân. Điểm mạnh điểm yếu của Tâm là gì? Dạ xin phép điểm mạnh của em là sống thật thà, chịu khó, biết tôn trọng mọi người từ trên xuống dưới. Tất cả bốn bên nội ngoại, hết ông bà cha mẹ từ bé đến lớn rất tôn trọng. Không có hút thuốc, nhậu nhạt, ít hạn chế, không có vấn đề gì đó. Mình lấy vợ được mấy năm mà chia tay? Dạ, mới vợ được 6 năm Linh. Ở 6 năm mà không có bằng con nào hết? 6 năm, nó có nhiều cái trong cuộc sống, nó nhiều cái vướng bận lắm. Nhưng mà mình có cái sai nào trong đó không? Mình thật thà quá, hiền lành quá. Chính điều đó người phụ nữ hay lắng tới. Vậy đó hả? À, dạ, hay lắng tới. Vậy đâu phải sai đâu. Thương vợ, quý vợ, tôn trọng vợ nhiều quá, giờ lúc thấy mình như vậy nhu nhược á, người phụ nữ nó khác thích. Rồi, được rồi. Dạ. Mời nhà gái. Điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì? Dạ, điểm mạnh của em á là người sống tình cảm và luôn đặt gia đình lên hàng đầu. Cũng có sự hoạt ngôn, vui tính, dễ gần. Còn cái điểm yếu của em thì em hay cằn nhằn và nóng tính. Mình bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, một mối tình. Kéo dài mấy năm? Dạ, khoảng 3 năm. Sao chia tay? Dạ, cái tuổi lúc đó là nó chưa có xác định nhiều thứ á. Nên em thấy cũng vì những cái điều đó mà mình chia tay thôi. Và sau đó thường thường cái mối tình đầu thì mình thường thường dùng bằng cảm xúc nhiều hơn. Khi mà chia tay rồi thì em mới thấy là giữ lý trí và cái cảm xúc của mình thì em thường lấy lý trí. Từ đó tới giờ cứ lý trí không? Đúng rồi. Anh Tâm là anh có cái tiêu chí gì để tìm người vợ tương lai cho mình không? Quan trọng nhất một con người sống thật thà, trung thực, hiền lành, chịu thương, chịu khó, có trách nhiệm gia đình. Chứ còn không cần sắc đẹp bên ngoài đâu. Đó không quan trọng hình thức, okay. Chỉ quan trọng nội dung thôi. Rồi vậy thì còn bạn gái, mình mong muốn như thế nào về người bạn trai sắp tới? Một người đàn ông mà không có tính gia trưởng, hướng mình về gia đình. Thì em nghĩ người mà hướng về gia đình thì họ sẽ biết chăm sóc gia đình và chu toàn cái trách nhiệm đó thì cái hôn nhân nó mới bền. Một cuộc hôn nhân mà không có sự chia sẻ em nghĩ chắc chắn nó sẽ không có bao giờ bền được. Có người qua coi mắt em kìa. Dạ. Bạn gái, dễ thương quá. Dạ, em chào anh. Nãy giờ mình trao đổi qua mình biết được cái đường tình duyên trắc trở của hai bên thế nào rồi ha. Em không thích người đàn ông ở cái điểm gì nhất? Dạ, không thích người đó biết hút thuốc. Tại vì em bị dính mùi thuốc lá. Đây không có hút thuốc rồi. Dạ. Với là một cái người đàn ông mà hay cằn nhằn theo như giống như là cái tính của người phụ nữ á. Là em rất là không đồng tình. Nãy giờ em thấy cái người bên đây nói chuyện hợp với em không? Tính tình thấy có được không? Theo cái tiêu chí thì em thấy là có thể là phù hợp. Còn để mà hiểu và sâu hơn thì có thể sau chương trình. Ok. Bây giờ cô gái nói cho chị Lan nghe là em thích cái người đàn ông cao cỡ nhiêu? Cỡ 1m67 trở lên. Ốm hay mập? Dạ vừa cân đối. Trắng càng tốt, da ngâm cũng ok. Rồi, 1m67 trở lên đúng không? Được mọi người. Chào chị Ngọc Lan. Dạ chào anh. Trời ơi, về ngoại hình là chị thấy rất ngon. Ngoại hình ok. Anh ơi, cái nhẫn này bây giờ mình làm một cái nhẫn thiệt được không anh? Chứ nhẫn này nhẫn giả em mua ở chợ Bà Chiểu. Dạ. Giờ anh chế tác y chang vậy được không? Được, được. Tại em thích cái nhẫn này được, quá. Được, được đúng không? Dạ, giờ rớt khoảng... hộp rồi nè. Có nhiều đá rồi. Em rớt hết viên rồi. Anh nhắm dạ, khoảng 18, nhiêu tiền? 18, vàng 18, 18 14, 14 bao nhiêu ca? Vàng 18 cho nó rẻ. Dạ.
Ủa đang làm hai tự nhiên. Làm phải dưới 5 triệu. 5 triệu rồi, 5 triệu được rồi. Em sẽ đi lên cái tiệm kim hoàng của anh để em nhờ, chứ em hỏi nhiều người không ai làm cho em được cái lá giống vậy hết trơn á. Em mê nó lắm. Rồi, em đã hết công việc của em rồi. Vậy thôi hả? Vậy thôi. Chủ yếu làm là cái nhẫn thôi hả? Chủ yếu nhẫn thôi. Thôi anh đi với ai? Anh đi với ai? Đây là đó có chị gái mặc đồ trắng. À dạ. Mình là chị gái của Tâm. Thì hôm nay đi thì chị thấy em gái bên này thì cũng được, thì cũng dễ thương, mà cách nói chuyện thì cũng duyên dáng đó. Nhưng mà cho hai đứa tìm hiểu rồi có cơ hội để tiến tới thì tùy hai đứa quyết định nha. Cảm ơn chị. Cảm ơn chương trình. Em gái đi với ai cưng? Dạ em đi với người em cùng quê. Dạ. Chào em. Em hàng xóm của chị Tuyết Tây. Thì hiện tại là em thấy anh là đáp ứng đủ tiêu chí của chị. Đúng là một người tìm, chị đi tìm kiếm. Em mong là hai anh chị có thể cùng nhau bấm nút để cho nhau một cơ hội để tìm hiểu nhau. Rồi, cảm ơn em gái. Bây giờ chúng ta mở vào. Bắt đầu đi. Tôi chỉnh trang cho nó đẹp. Dạ, cảm ơn chị. Rồi. Tiến tới luôn. Dạ, em chào anh. Em có món quà anh tặng. Để anh tặng em trước. Dạ, dạ, cảm ơn anh. Đây là món quà chiếc nhẫn. Anh là anh làm bên ngành kim hoàn, anh làm kinh doanh bên hàng trang sức á. Dạ. Chính anh có chiếc nhẫn để tặng cho em. Dạ. Và anh đưa cái tay, anh ra mượn cái tay của em. Trời ơi, nó đẹp ông nội mẹ. Lôi quân từ từ làm cho bà sao bà mối. Nhìn luôn em, đẹp quá đẹp rồi. Trời ơi, đẹp quá mọi người. Để cho mượn tay, mượn tay. Trời ơi, cái mẫu này tôi thích dữ lắm. Về chỗ đi, bữa nào tôi kiếm ông nào bấm nút cho làm cho. Dạ, yeah, cũng có một món quà tặng cho anh. Đặc biệt là trong cái mùa Covid này thì em thấy là cái mật ong nó có cái tăng sức cái đề kháng. Và một cái tinh dầu nó sẽ làm cho cái tinh thần của anh nó được thoải mái. Mật ong này nó có cái độ ngọt và nó cũng sẽ giúp cho cái sự ngọt ngào của cái buổi gặp mặt đầu tiên của em với anh nó được ngọt hơn. Cảm ơn em nha. Chúng ta cảm nhận lần đầu tiên mình gặp mặt đó thế nào? Dạ, theo em á thì anh nhìn dễ mến. Thì em thấy anh hiền. Còn em biết anh nhận xét gì về em? Anh từ em thấy anh cũng hiền. Cái này cũng hiền. Dạ. Dạ, dễ mến. Anh ra là bởi vì quan điểm của anh đưa ra muốn lấy chương trình này tìm một người là phải người sống và hiền lành. Dạ. Sống bằng cáo đạo đức. Anh không cần ngoại hình nhiều đâu. Dạ. Bởi vì anh cần một con người biết lo gia đình, có trách nhiệm gia đình là tốt rồi. Nếu mà chương trình là anh em cảm thấy mà anh hợp với em á, thì em sẽ cho anh một cơ hội để hai đứa mình tìm hiểu nhau. Dạ, vậy theo anh thì anh nghĩ gì về quan điểm về tín ngưỡng? Tại vì em là người có đạo. Em đạo gì vậy? Dạ, em đạo Thiên Chúa, đạo Công giáo. Vậy hả? Tất cả mà về đồng đều hết rồi, nhưng anh mới đạo Phật giáo. Đạo ai nấy giữ. Không vấn đề, còn nếu chúng ta thuyết phục được nhau, cảm giác rằng chúng ta có thể theo đạo bên ai cũng được mà. Thôi, do mình thỏa thuận. Đúng rồi, mình tìm hiểu thêm một cái đạo của đối phương không hay lắm. Không sao đâu. Quan trọng các bạn có yêu nhau hay không thôi. Hiện tại giờ thì em thấy là hôn nhân người ta có thể thay đổi. Còn đối với em thì khi em đã chọn là em quyết định trọn đời. Theo anh thì nếu mà tìm hiểu và đi đến hôn nhân, chọn cái thời gian đó là bao lâu? Tôi thật sự ra thì cũng tuổi cũng âm giữa anh với em thì cũng lớn rồi. Nếu được thì cuối năm em, cuối năm tổ chức. Dạ. Nhà được mấy anh em? Dạ, nhà em được ba chị em gái. Em là Út. Dạ, chắc bố mẹ già lắm hả em hả? Dạ, ba mẹ em thì cũng 70 hết rồi. Dạ. Còn gia đình anh thì sao? Anh ở nhà anh bốn em, bốn chị em, anh ở Úc ở nhà. Dạ. Sống thật thà, hiền lành. Chính điều hiền lành và chất phát đó anh mới đổ vỡ cho vậy. Bởi vì nó nhiều cái cuộc sống nó vẫn có muôn màu muôn vẻ mà. Cái hiền lành đó của anh mà để cho cái hôn nhân bị đổ vỡ thì em không hiểu. Bởi vì chính điều đó anh mới muốn đi tìm một người mà biết có sợ một người vợ, một người mà kế tiếp bây giờ là nó phải biết chung thủy. Sống phải có trách nhiệm chia sẻ gia đình. Còn tiêu chí của em thì em cũng tìm cái người chung thủy, bởi vì bản thân của em cũng sống rất trọng tình cảm, nên em không có muốn cái người mà đồng hành với mình có sự lừa dối. Em hơi ích kỷ trong tình cảm. Còn cái tính chất công việc của anh thì như thế nào? Công việc của anh thì đó, anh làm anh buôn bán thì danh này nó bất thường lắm. Thời gian nó bất thường, lúc là khách nhiều khách ít á. Dạ. Nhưng mà nếu mà đã xác định mà đã tìm hiểu được một người thì anh sẽ hy sinh tất cả. Em thì cũng có tự tìm hiểu, mà cũng có những cái lý do mà cứ bận công việc. Em thực sự, nếu mà một người thực sự muốn phát triển cái mối quan hệ của mình và nó một cách nghiêm túc á, thì họ sẽ biết hy sinh và họ sẽ biết chọn cái gì quan trọng. Và bây giờ mục tiêu của anh với em đi tìm hôn nhân thì em nghĩ là
cái tiêu chí đó là mình phải tôn trọng cái hôn nhân nhiều. Tại vì em cũng đang muốn lập gia đình. Rồi vậy giờ mình nói luôn tới chuyện hôn nhân đi. Mình đám cưới xong rồi mình sanh bao nhiêu đứa con? Dự định khi nào thì sẽ sanh? Và sanh trai trước hay gái trước? Con cái thì có một đứa cũng được, hai đứa cũng được. Nhưng mà chỉ có đứa con để cho đó vợ chồng nó có một cái chất xúc tác á. Bởi vì chính vì đó anh phải hối thúc trong thâm tâm anh là muốn để có một người vợ sớm. Dạ. Càng sớm càng tốt. Em cũng muốn cho gia đình mình được hạnh phúc. Và cũng muốn sinh những đứa con, một ngôi nhà, hai đứa trẻ. Bây giờ Tâm bước tới nắm tay bạn gái, nói hết những cái suy nghĩ của mình về người đối diện, mình cảm nhận cái người đối diện thế nào, cái bàn tay có ấm áp hay không, và hát một bài nào đó để giao lưu về âm nhạc, về cảm xúc nào đó. Nhìn thẳng vào mắt nhau. Tay anh lạnh quá. Nếu mà anh cảm thấy nhìn anh hợp với em á, hai đứa mình cùng nhau xây dựng cuộc sống gia đình. Dạ. Sống mà biết chia sẻ yêu thương, nhường nhịn nhau. Theo em thì cũng vậy, em cũng muốn như vậy. Anh sẽ hát cho em một bài. Anh sẽ vì em làm thơ tình ai. Anh sẽ gom mây kết hình lâu đài. Đợi chờ một đêm trăng nào tới, đợi chiều vàng hôn lên làn tóc, đợi một lần không gian đổi mới, còn hai đứa chúng ta mà thôi. Cái chữ thôi, cái... nó thôi đi đâu mất tiêu à. Em tâm đắc cái bài lựa chọn một vì sao. Từ cái thời mà em lúc 18 tuổi. Người ơi em luôn mơ ước được cùng anh khắc tên hai đứa mình, kết vì sao ái tình người yêu hơi trăm năm mình, chỉ có chung đôi kiếp này thôi, thì ta hãy cùng nhau tìm một vì sao sáng riêng ta. Chúng ta sẽ đưa ra quyết định bằng nút bấm của riêng mình nha. Yeah. Hai anh chị sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan nha. 1 2 3 Hết thời gian. Đánh dấu ngày gặp mặt đầu tiên. Đi đi. Xin phép xin phép anh này. Dạ. Trời ơi. Hãy tìm hiểu nhau thật kỹ, càng sớm càng tốt, cũng trễ rồi đó nha. Đốt cháy giai đoạn đi để mình được yêu thương nhau, để về chung một nhà để cùng chăm sóc lẫn nhau. Rồi, tuyệt vời đó. Em về nhậu thì cũng có nhậu mà ít, nhưng mà có nghe là em hút thuốc nhiều. Ế mới hút dữ. Ế mới hút dữ. Ế ngồi hút dữ lắm. Đã ế rồi còn không có lời còn mua thuốc hút nữa. Dạ, nói chung đó là con cũng gãy đổ một lần. Lỡ chuyến đò hả? Chuyến đò đầu. Có con rồi chưa? Dạ, có được bé trai chút mà. Mấy tuổi? Bé trai năm nay 9 tuổi rồi. Ở với ai? Ở với con. Mời nhà trai. Mời đi em. Mời nhà gái. Mời ngồi. Mời anh trai giới thiệu về mình. Dạ, em xin giới thiệu, em tên Hồ Minh Thật, năm nay 34 tuổi, quê Kiên Giang. Thật là thiệt á hả? Thật thà chút. Thiệt làm nghề gì? Dạ, có ngày xong ngày buôn bán trái cây. Bán tại nhà hay bán đâu? Bán ở mà phường An Lạc, quận Bình Tân. Rồi mình lên đây mình bán rồi mình ở với ai? Dạ, ở Ên. Thật ở mình Ên, ở Bình Tân, quê Kiên Giang. Mời bạn nữ. Dạ, chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan và các bạn khán giả. Em tên là Phạm Thị Mỹ Duyên. Hiện em đang công tác ở trường Mầm Non và Vi 1 quận 5. Em năm nay là 36 tuổi, sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, quận Bình Tân. Trời ơi, anh đang ở Bình Tân luôn nha. Từng quận rồi. Ở phường nào cưng? Dạ, em ở phường Bình Trị Đông. Phường Bình Trị Đông qua phường An Lạc có một chút xíu à. Rồi mình nói về ưu điểm khuyết điểm của mình đi cô gái. Dạ, ưu điểm của em là thân thiện, vui vẻ với lại hòa đồng với mọi người. Còn nhược điểm của em á thì chứa đám đông thì hơi nhút nhát, nhưng mà em cũng có thể khắc phục được. Với lại hay cằn nhằn rồi. Rồi mời bạn nam. Thì ưu điểm của con á thì nói chung á là cũng hay nóng tính. Còn nhược điểm á thì hay quên. Nóng tính là nóng sao? Nóng tính như là bán hơi chậm, cái này là chạy chậm. Quạo lắm. Quạo la ta luôn hả? Còn con chạy đi liền. Mình buôn bán mà, khách hàng là thượng đế, mình đừng có dạy. Dạ, nhưng mà thượng đế thì cũng có lúc chị ơi. Dạ, chị. Nó nghe nè, má chị á đi chợ trả giá dữ lắm. Mà không phải là người ta ke rẹt gì một hai đồng, mà tại cái thói quen của người già. Hoặc là cũng có một số người có cái thói quen trả giá vậy á. Mấy chị ở đây đi chợ có trả giá dữ vậy không? Có khi là trong trường quay này cũng có người mua đồ của con rồi.
Khó. Mấy người thèm như mấy biên tập tại giá kinh khủng luôn. Thuận mua bên đây hay không? Thuận mua vừa bán thôi mình cười mình cảm ơn họ thôi. Thôi có nhiều người mua cũng cọc nữa nha. Cọc chứ. Kỳ lắm. Ông nội bắn mắt. Dạ. Mua kia rẻ bèo bắn mắt luôn ơi. Thôi cậy bán tôi đi. Xíu cô Hồng. Nhiều người mình chứng kiến vậy luôn đó. Mình có mấy mối tình đời thật. Dạ, nói chung đó là con cũng gãy đổ một lần. Lỡ chuyến đò hả? Lỡ chuyến đò đầu. Có con rồi chưa? Dạ, có được bé trai chút mà. Mấy tuổi? Bé trai năm nay 9 tuổi rồi. Ở con với ai? Ở với con mà mẹ bé đi là lúc bé 2 tuổi. Ừ. Con mới ẩm con nuôi. Nuôi tới giờ là bé vô mẫu giáo con mới gửi về với nội cho bé học. Giờ nội giữ đúng không? Dạ. Rồi xong này đem lên đi có cô giáo mầm non lo luôn. Lấy vợ mấy năm? Con lấy vợ được 3 năm. 3 năm rồi chia tay? Dạ. Bán trái cây không được vào hay sao? Nó còn không biết. Nói chung là con với vợ con không có cự cãi, không có gì. Ừ. Cô ấy nói ừ, để cô ấy đi làm cái rồi đó là cô ấy đi luôn. Cô ấy đi làm cái rồi đó là cô ấy đi luôn. Nhưng mà em có tìm hiểu nguyên nhân tại sao mẹ bé đi hay là mẹ bé đi đâu, ở đâu, sống và làm gì rồi có gia đình chưa hay không? Cái đó em không có tìm, em không có muốn biết, tôi muốn hay là liên quan tới nữa chị. Cũng như cái vết đau của mình này mình không muốn gặp lại hay là cái gì nữa để làm thêm đau thêm thôi. Trời sao tự nhiên tôi đồng cảm với người đàn ông này quá. Thôi để đi qua bên kia hỏi tình trường coi có trầm buồn giống bên đây không. Ê. Sao cô giáo? Lỡ chuyến đò đầu. Giờ ráng kiếm miếng đò nào cho nó vững chãi chút xíu bơi cho nó tới bến luôn ha. Cô giáo nghe bên kia lỡ một chuyến đò rồi cô giáo có ái ngại không? Dạ nói chung thì hoàn cảnh của anh bên kia thì cũng giống như em. Em cũng là từng đổ vỡ trong hôn nhân. Hiện tại em cũng có con gái của em là được 11 tuổi rồi. Thì nghe cái hoàn cảnh của ảnh như vậy thì cũng đồng cảm được. Ảnh kể ra như vậy thì em càng suy nghĩ cho ảnh nhiều hơn. Cái xung đột của hai vợ chồng xảy ra là nó có giống bên đây không? Có tự động bỏ đi không? À dạ không. Do là ông xã của em á, ông xã cũ thì nói chung thì tại vì do cái công việc làm ăn của ảnh á nên ảnh phải tiếp khách nhiều rồi tới khuya mới về lận. Mà mỗi lần về như vậy thì ảnh hay nhậu xỉn rồi đó. Thì nói chung em cũng có khuyên nhiều lần ấy mà nhưng mà ảnh không có khắc phục được. Nên tụi em không có tìm được tiếng nói chung nên tự chia tay nhau. Ờ yeah. Rồi từ đó tới đây cô giáo có quen ai nữa không? Dạ không ạ. Bây giờ anh hỏi thật nè, nếu giờ em với bên kia có tiếng xa hơn đi, rồi em có thể lo được cho hai mẹ con bên kia, rồi lo cho đứa con mình đi dưới quê nữa nổi không? Con kiếm người phụ nữ là biết nằm ăn gia đình. Ừ. Đi nấu cơm nấu nữa, còn cái chuyện kiếm tiền thì không có quan trọng. Họ phải lo đúng không? Dạ. Hả? Thật ra cô giáo là công việc ổn định rồi. Dạ. Chỉ cần sáng đi làm, chiều về thì cơm nước buổi chiều tối là được, chăm con là đúng được rồi. Phù hợp. Con cũng lớn hết rồi, giờ chăm con chỉ chăm cha thôi. Trong trường mầm non á, mấy cô giáo trong đó nhu cầu ăn trái cây nhiều. Mình chở vợ tới làm rồi mình sẵn mình bia cái sạp trái cây mình luôn. Dạ. Mối luôn á. Nhiều khi mấy cô trọng trả giá rồi phiền mấy mà. Không chắc là đồng nghiệp thì cũng không đến nổi. Nói đồng nghiệp cũng phải trả giá thôi. Cô giáo trời ơi, cô giáo mầm non dễ thương quá. Em thấy cảm giác thấy mình hợp gì với ảnh không? Dạ em thấy hợp được cái bản tính chân thật với lại giản dị. À. Từ những cái câu nói của ảnh là từ trong lòng ảnh thốt lên á. Đúng rồi. Chân chất lắm, không có gì gọi là dấu giếm hay gì. Con người của bạn ấy giống như cái tên của bạn ấy vậy á. Mình muốn một cái con đò mới đó, nó tiêu chí thế nào có thể diễn tả coi giống ảnh không? Em đến với cái chương trình này thì chỉ mong là kiếm được cái mẫu người đàn ông chung thủy, biết lắng nghe, rồi cùng em chia sẻ những cái niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống. Về ngoại hình thì em không cần gì hết. Nhậu nhẹt sao? Dạ nhậu nhẹt thì cũng ít thôi, đừng có sáng sai chiều xỉn là ngày nào cũng vậy thì không được. Bán ta trả giá thật đồng mà tiền đâu mua bia đâu uống đâu mà lo không biết. Bên đây có nhậu không? Dạ em thì nhậu thì cũng có nhậu mà ít, nhưng mà có nghĩa là em hút thuốc nhiều. Thuốc hả? Dạ hút thuốc lá nhiều. Thôi mai mốt mình giảm bớt được thì giảm, tại vì nó cũng có tốt cho sức khỏe. Mình mua những cái loại kẹo the đồ đó. Dạ. Mình ngậm cho đỡ buồn miệng ha. Bán trái cây mình hút thuốc, người ta đi ngang người ta mua thấy rơi tàn thuốc rồi. Đúng rồi. Ế mới hút dữ. Ế mới hút dữ. Ế ngồi hút dữ lắm. Đã ế rồi còn không có lời còn mua thuốc hút nữa. Tiêu chí chọn người phụ nữ tương lai của mình như thế nào? Em thì không có, cũng không có cần đòi hỏi gì. Còn người phụ nữ ưa nhìn là biết giỏi đảm đang việc nhà thì với chung thủy là được. Cô ở đây rất là dễ thương luôn. Chuẩn mực lắm. Chuẩn mực lắm. Cô giáo đi với ai cô giáo?
Dạ hôm nay em đến đây với lại em ruột của em và đồng nghiệp của em. Dạ. Dạ chị mình chào người nhà của nhà gái ạ. Dạ em chào anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan. Chào em. Em là đồng nghiệp của chị Mỹ Duyên. Thì hôm nay em đến đây thì em nhìn anh thật á, em thấy anh cũng thật thà giản dị nhưng mà thấy các bạn cũng dễ gần á, mình cho nhau cơ hội tìm hiểu, nếu mà hợp nhau thì mình tiến tới, còn không thì mình có thêm một người bạn nữa, em nghĩ là cũng vui á chị Duyên. Em xin hết. Cảm ơn cô giáo. Ráng nói vô, bữa nào anh đãi nguyên xe trái cây chở tới trường lớp luôn, rồi sau đó mua đựng trả giá là được. Rồi người nhà của mình là ai? Dạ anh em đi tới bên. Có anh Quyền Linh hỗ trợ nha. Dạ, dạ. Bây giờ thì mình mở rào. Chuyện còn lại là của thật đó, thật. Coi như đây khách hàng bán trái cây trước đi. Dạ tặng em một trái cây. Gõ trái cây không trùm mệnh sợ mưa ướt hay sao? Dạ hôm nay em đến đây em có chuẩn bị cho anh một món quà, một con heo đất to và một con heo đất nhỏ. Em sẽ chúc cho anh luôn buôn may bán đắt, thuận lợi trong buôn bán mình. Chúc cho anh lúc nào cũng có một gia đình sung túc. Dạ cảm ơn. Đâu lấy con heo ra coi, lấy ra thử con heo bự coi sao, tính toán nữa nè. Rồi con heo nhỏ, con heo bự đó bỏ vô cái xe trái cây, mỗi bữa lời bỏ ít vô đó anh gom đúng. Tới ngày làm đám cưới bỏ. Còn heo nhỏ kia gom góp tiền mỗi bữa cũng bỏ vô ít để cuối tháng cho con. Em cảm nhận về thấy anh sao? Nói chung thì chân thật giản dị giống như là ngay lúc đầu em nói. Được. Còn chung thủy hay không thì em không biết, em phải tìm hiểu anh thêm. Ai thì cũng nói chung thủy được, nhưng mà cho nhau cơ hội tìm hiểu mới biết nhau là chung thủy hay không. Ví dụ mà em với anh mà trong quá trình tìm hiểu mà hợp với nhau á thì anh dự định như thế nào? Bao lâu mình đến cái hôn nhân thì cái đó là tùy quyết định của em thôi. Nói chung á thì đi hẹn hò hay là có thời gian là tâm sự với nhau, đi chơi với nhau á thì anh chỉ có dắt 5 giờ rưỡi. 5 giờ rưỡi đến mấy giờ nha? 5 giờ rưỡi là tới 5 giờ rưỡi sáng luôn. Gia đình em thì khó lắm. Em chỉ đi chơi được tới 8 giờ là em phải về rồi. Anh có chịu không? Anh có chịu không? Cũng bình thường thôi, tại vì cũng khi có khi là anh đi bán về mệt, có khi anh nghỉ sớm, anh cũng cần nghỉ sớm. Em cũng đi làm về mệt, em cũng cần nghỉ sớm. Nên là mình đi gần thôi, đừng nên đi xa. Dạ. Ủa giờ gia đình em vẫn cho 8 giờ rưỡi là đóng cửa hả? Khoảng 8 giờ đi chơi tới 8 giờ thôi, 9 giờ là đóng cửa. Đi qua 9 giờ thì là không có mở cửa. Không mở cửa ra hả? Dạ. Có khi nào dù giờ trong quá trình tìm hiểu tụi anh tới xin tới 10 giờ được không? Hả? Ngọc Lan với MC Quyền Linh sẽ tới xin. Ở nhà ai khó nhất? Không phải là khó mà tại vì đổ dở lần đầu rồi thì chỉ sợ là đi chơi nhiều quá rồi cái quen nhau rồi cái lại không hạnh phúc nữa. Nên gia đình cũng lo lắm. Lên sóng truyền hình nhưng mà gia đình biết mà quen như vậy thì chắc em nghĩ chắc chấp nhận. Mình xin luôn đi. Hai bác ơi. Dạ. Ngọc Lan và Quyền Linh xin phép được chào hai bác. Dạ. Dạ hai bác ơi, vì đôi trẻ này cần phải có thời gian để tìm hiểu nhau, để hai bạn có thể tiến tới với nhau, để giá lành những cái vết thương đã lỡ. Cho nên là hai bác cho phép bạn gái đi chơi tới 10 giờ nha hai bác. Dạ. Có chuyện gì con không chịu trách nhiệm đâu. Có chuyện gì con không chịu trách nhiệm đâu. Cảm ơn đi. Dạ cảm ơn hai bác. Có chuyện gì tụi con cố gắng chịu trách nhiệm phụ chút. Dạ. Đó. Được chưa? Dạ. Không lẽ hai bác không cho đi tới 10 giờ nhưng mà tuần đi lần hay lần đừng đi hoài nguyên tuần thì hai bác nhà lo thôi. Không ấy vậy đi. Ăn tuần cái mình đi chơi khuya một lần. Còn những ngày trong tuần mà mình nhớ nhau quá mình qua nhà bạn gái mình chơi luôn. Đúng rồi. Mình muốn ở tới mấy giờ thì mình ở. Không lẽ người ta đuổi mình. Đúng rồi. Bây giờ thí dụ nha, hai người mà yêu nhau, hiểu nhau rồi. Dạ. Kết hôn liền luôn, đúng chưa? Mình ở đâu? Thử xem. Hai đứa tụi em mà quen nhau mà có mà tiến tới hôn nhân á thì sẽ ở riêng. Rồi. Nếu mà chưa có nhà riêng thì sẽ thuê nhà ở trước. Rồi, rồi từ từ rồi mình sẽ mua nhà sau cũng sao hết. Rất rõ ràng. Được không? Dạ được. Con cũng thích là sống tự lập, không có lo gì hết trơn á. Tôi nói với bạn nghe, hồi đó đó tôi còn bán thua bạn nhiều cấp nữa. Tôi bán ba cái rau củ quả, bán ở chợ Cầu Muối, tôi bán dưới đất á, không có được cái xe như bạn luôn. Lúc trước đó con cũng bán vậy á. Đó. Rồi từ từ mới lên được mới cái lên xe. Cái xe đúng không? Rồi từ từ mới ra sạp. Dạ. Sạp rồi vô siêu thị. Ở đây là chúng ta không cần phải gọi là quá nhiều tiền, nhưng ý tưởng chúng ta hết sức là quan trọng. Ví dụ chẳng những bán trái cây đó mà mình ở gần nhà mình nếu được á, mình thuê đó, mình tối với bà xã về xong rồi bán
trái cây tô. Đó. Đó, thí dụ thế. Nói chung là cái gì mà nó phù hợp với cái của mình là mình làm hết. Chỗ nhà trọ nào thuê nhà mắc mắc một chút, mở cửa hàng bán trái cây đó, nếu cần quảng cáo thì chụp hình Ngọc Lan với trái sầu riêng. Chụp hình với trái măng cục. Kêu mà Ngọc Lan măng cục, Ngọc Lan sầu riêng dán cái hình trước cửa bán. Ai mua Ngọc Lan bán luôn. Không. Không. Còn không bán đâu. Bán luôn, tôi đâu có đứng đây tôi làm MC chung với ông. Mình tiến hành bước nữa, mình tiến tới đi thật. Mình ta nắm tay cô giáo ha. Đó. Chờ phép anh nắm tay. Nhìn thẳng vô mắt cô giáo. Dạ cho con xin phép cô với bác nắm tay. Tiền trảm hậu tấu hả? Dạ thì mình cho nhau cơ hội. Dạ. Ủa gì vậy? Chưa. Rồi cái chú ơi cũng thử nhẹp tay cho ngồi. Đứng tiếp đi, nắm tay tiếp chứ. Chưa. Có chút là không được thì làm ăn gì nữa. Thì có thích gì bạn gái không? Dạ thích. Thích không? Thích lắm. Thích lắm. Rồi cái chú ơi thay con chú ướt tay hết rồi. À đứng y nguyên đó. Con vô đây làm không được lấy gì lấy vợ. Nắm tay vô. Nghe lời tôi đi. Chú làm khó con nữa rồi. Không có khó. Giờ cô giáo hát bài tặng cho Thật đi. Dạ hát tặng cho anh bài Gợi Nhớ Quê Hương. Mời quý vị cô lắng nghe. Quê em hay mùa mưa nắng, hay thôn nghèo nói liền bờ đê. Từng ly tre xanh nghiêng nghiêng chiều hè, như bức tranh gợi tình quê đậm đà. Lời ru con tiếng dòng đông đưa, ai chờ ai thương dòng nước ru buồn. Làm gì nữa? Không biết luôn, chú chỉ con đây. Trời ơi. Ảnh đỏ mặt cái trơn rồi để thương. Lúc ta lắng lòng mình lại, suy nghĩ thật trong trái tim của mình nha các bạn. Thật sự nếu chúng ta thấy đây là một nửa mình có thể nắm tay nhau cùng đi suốt cuộc đời, hoặc là thấy có thể rung động với người đối diện, thì hãy bấm ngay cái nút đó. Còn nếu không, chúng ta không cần bấm. Bấm là phải là có trách nhiệm với tất cả những lời hứa, lời nói của mình từ nãy giờ. Chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Bây giờ nắm tay được rồi đó. Đó, thấy không? Chưa cái sáp là nắm liền thấy chưa? Đó. Vậy là hết. Vậy là hết ruột rồi đó. Không có chạy đâu hết trơn. Bây giờ bắt đầu mới xin hai bác nè. Cảm nhận của em nói đi. Bắt đầu. Dạ, cho con xin phép hai bác quen bé Viên. Con hứa với hai bác là sẽ chăm sóc cho Viên. Còn về có đi chơi á, con với Viên xin đi hay trễ trễ chút xíu, mà nhưng lâu lâu cho con đi một lần, hai đứa con đi một lần thôi. Dạ con cảm ơn. Duyên thấy sao, cảm nhận sao Duyên? Dạ em thì nói chung là nãy giờ cảm nhận được tình cảm anh ở trong lòng rồi, nên khi anh nói ra thì không có gì bất ngờ nữa. Nhưng mà thì cũng hiểu được ý của anh. Dạ. Chị thấy cô giáo rất là xúc động, mắt cô giáo rất đỏ. Nếu không kiềm chế có lẽ là những giọt nước mắt nó đã rơi ra ở đây rồi. Nhưng mà là những giọt nước mắt rất hạnh phúc. Đúng không hả cô giáo? Dạ. Hùng ghê, Hùng ghê coi. Dạ cho con xin phép hai bác hùng lấy đi. Mần. Rất rõ ràng. Rồi nhà trai mình đi với ai nè? Dạ em đi đến đây cùng với lại ba mẹ và người thân. Ồ, có bố mẹ luôn hả? Từ Lào Cai vào luôn hả? Dạ, từ Yên Bái vào hả? À, xin chào nhà trai ạ. Mình cầm video dùm Quỳ Linh đi cô chú. Yên Bái. Xin chào hai MC. Dạ. Xin chào các quý vị khán giả ở trong trường quay. Xin chào nhà gái. Và chào cháu gái xinh đẹp. Tôi là Mai Thị Huyền. Năm nay tôi 66 tuổi. Đây là bố của cháu Hiếu và bên cạnh nữa là anh trai của Hiếu. Và chúng tôi thì từ Yên Bái xuống Hà Nội tối hôm qua. Sáng hôm qua chúng tôi đi thì tối hôm qua mới đến Hà Nội. Thế nên bảo thế thì con cứ đi xem rồi kết quả nào mẹ đi sau. Không được, bố mẹ phải đi với con thôi mới có động lực chứ. Thế là chúng tôi đi. Thế thì hôm nay đến cái trường quay này thì tôi rất là phấn khởi, gia đình tôi mừng lắm. Bởi vì là cháu đã 35 tuổi mà không chịu lấy vợ. Rất nhiều lần tôi giục bà con lấy vợ đi cho mẹ yên tâm cái tuổi già. Nó bảo con chả lấy ai đâu, ở thế thôi. Đấy, nghe thấy có buồn không? Nhưng mà đến cái trường quay này ấy, thì thú thực là tôi thấy ông mối với bà Mai rất là tuyệt vời.
qua cái dẫn dắt chương trình rồi các gợi ý cho các cháu thì tôi thấy là tuyệt vời. Tôi hy vọng rằng là hai con sẽ có những cái điểm chung để mà gặp nhau. Đấy, nói như là MC cũng như là nhà gái nói, con trai tôi rất thích màu đen. Khi mà cháu gái xuất hiện tôi bảo lại cũng màu đen. Đấy, đó là một cái trùng lập nhau. Thế còn lại cái địa lý ấy, thì đúng là về phần địa lý hơi xa, nhưng mà yêu nhau thì tam tứ núi cũng trèo. À, bây giờ thì đơn giản nhưng mà 2 tiếng đồng hồ là đến với nhau đừng hay đúng không ạ? Yeah. Miễn là hai con tim hòa hợp lại với nhau và cùng bấm nút rồi hẹn hò rồi tâm sự nọ kia thì là được đến cái kết quả cuối cùng là tốt nhất là chúng tôi mong muốn. Thế còn cái mong muốn của cháu gái ấy, là về cái người bạn đời mà mình muốn chọn ấy, không mình cháu mà hàng ngàn người phụ nữ đều muốn chọn những tiêu chuẩn như vậy. Đúng không? Dạ. Bác già rồi nhưng ngày xưa bác cũng chọn bác này như thế đấy. Hay quá hả? Bởi vì bác nấu ăn thì bác cũng biết nấu nhưng bác này nấu ngon hơn. Bây giờ con trai bác cũng vậy, cũng nấu ngon hơn. Cho nên là con yên tâm, nếu như mà hai con có cái trái tim cùng hòa cùng một nhịp đập thì con hoàn toàn yên tâm về vấn đề đó. Thế còn nói về các con có ở chung với bố mẹ hay không là do các con quyết định. Bác đã cho Hiếu ở một mình hơn chục năm nay rồi mà. Kể từ ngày đi học cho đến bây giờ lập nghiệp rồi cũng cỡ ở Hà Nội một mình. Còn bố mẹ thì ở quê thôi. Cho nên con cũng thế thôi. Báo Hiếu bố mẹ là rất quý. Con còn lo cho bố cho mẹ như thế, điều đấy là rất quý. Hiếu cũng lo cho bố mẹ lắm chứ. Bố mẹ đi đường xa sợ bố mẹ mệt lắm chứ. Nhưng mà cái Hiếu đó không phải là ta ở gần là có Hiếu. Đúng không con? Dạ. Miễn là mình làm ra kinh tế, mình tự chủ, tự lo cho mình, các con hạnh phúc, kinh tế phát triển, đó là bố mẹ rất là mừng. Và cái đó là các con là báo hiếu bố mẹ rồi. Chứ không phải sớm tối gặp bố gặp mẹ là báo hiếu. Đúng không con? Dạ. Thì cái đấy là hai con nếu như hòa hợp được với nhau mà xây dựng được với nhau thì cái đó các con bàn bạc tiếp. Thì về phần cha mẹ là cũng chỉ tham gia như vậy thôi. Và cái điểm cuối cùng là mong rằng là khi bấm nút là các con cùng hỏi chung một nhịp đập. Bấm nút điều đấy là gia đình mừng nhất. Thế anh có nói với con gì không? Cô nói hay quá. À vâng. Dạ. Thế thì cũng không biết nói gì hơn là cũng mong rằng con trai tôi sẽ sớm có một người vợ như ý muốn của cháu. Để yên bề gia thất thì cái lập nghiệp nó càng vững vàng hơn. Và cũng thay mặt cho gia đình thì xin kính chúc hai MC cũng như tất cả các quý vị trên khán đài và gia đình nhà gái và con gái nữa luôn luôn có một sức khỏe mạnh mẽ, bình an và hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Ở Yên Bái đâu phải ở Lào Cai đâu. Thì người ta nói người ta ở Yên Bái, tự nhiên nãy giờ nói Lào Cai không hà. Nghe lộn, Yên Bái là mù gan chải đó. Đúng rồi. Đúng rồi. Tự mình lộn luôn á. Lộn. Người ta nói lại mấy lần luôn vẫn không chịu. Nghe lộn, già cả. Già cả rồi. Thôi, bây giờ là hai bên gia đình đã nói như vậy rồi thì còn chần chờ gì nữa. Vậy thôi thì mở rào. Hai bạn này xuất hiện một cái là trang phục rất là hợp nhau. Bắt đầu đi em trai. Không gian này là của hai bạn đó, cứ thoải mái đi. À, đứng dậy đi con. Đến với chương trình thì anh có một chút quà nhỏ tặng em. Dạ em cảm ơn ạ, em cũng gửi tặng anh ạ. Cảm ơn em. À, những món quà này có ý nghĩa gì hay không, các bạn có sắp xếp trước hay không, hay là chỉ là vô tình các bạn mua cái món quà đó để tặng thôi? Dạ tính em thì có một chút trẻ con một xíu, đó là em rất là thích những cái gì nó cute dễ thương á, nên khi mà em nhìn thấy cái món quà này là em chống nó ngay lập tức và em chỉ chọn nó thôi, chứ còn ngoài ra trong shop rất là nhiều món khác thì em lại không thích. Hy vọng là bạn nam cũng sẽ thích à. Còn quà của bạn nam? Mở quà có đây. Mở đi, mở ra đi. Dạ mở luôn à. Dạ. Mở ra cho thầy Bình Tũng xem á. Đúng rồi, đang tính nói luôn, thầy Bình Tũng tới rồi, mở đi. Wow.
ra cho khán giả xem. Mọi người thấy rõ không ạ? Rất là hợp luôn á, món quà đó hợp với trang phục của em gái. Rất là đẹp luôn. Em cảm ơn. Nhờ đây chị hỗ trợ cất cho. Dạ. Rồi, hai bạn nói về cảm nhận khi mà nhìn thấy nhau đi. Dạ, anh nói trước đi ạ. Luôn vã, không biết nói gì. Không nói, chị Lan nói ạ. Hai bạn mở rào ra, hai bạn thấy về nhau như thế nào? À, có đúng như là những gì mà hai bạn đang tưởng tượng về nhau ngay lúc đầu hay không? Dạ, à, thực ra thì khi đi với chương trình thì em rất là vui. Và em cũng ra rất là nhiều cái mường tượng về bạn nữ. Thì được gặp bạn nữ thì thấy bạn rất là xinh xắn, dễ thương. Thực ra thì em cũng thực sự là không dám nghĩ quá nhiều. Thật ra là đây là được chiêm ngưỡng thật sự là tốt rồi. Ừ, còn bạn gái thấy bạn trai thế nào? Dạ em cũng vậy. Vậy là sao? Mình nói sao? Dạ, nói cho nó ra lời đi cho người ta cảm nhận. Tại vì trước khi đến trước chương trình thì em cũng không có quá là mong, em cũng sợ là mong đợi nhiều thì nó sẽ thất vọng ấy, nên em cũng chỉ là hy vọng là bạn ấy vừa đủ, vừa tầm với vừa đủ những gì tiêu chuẩn mình đặt ra thôi chứ. Và khi mà gặp bạn hôm nay, bạn chia sẻ và nghe là chia sẻ của bạn và cũng như là của bác á, thì em cảm thấy là tuyệt quá, tại vì bạn thực sự là đúng giống kiểu mẫu người mà em cũng đang muốn hướng tới, em tìm được. Cái điều mà xúc động nhất trong ngày hôm nay mà anh thấy được á là cô chú từ ở Yên Bái đi vào thành phố Hồ Chí Minh để chứng kiến cái cuộc gặp mặt này. Đây là một cái điều rất là quý, rất là trân trọng luôn. Và chúng ta cảm nhận được là thật sự nghiêm túc trong cái buổi nói chuyện ngày hôm nay để tìm hiểu nhau nha. Rồi, bây giờ em trai đó. Thật ra thì lúc nãy mình cũng đã chia sẻ rồi. Cái điều băn khoăn nhất bây giờ là cái khoảng cách khá là xa. Bố mẹ thì cũng đã lớn tuổi rồi. Bản thân mình thì cũng đã khá là nhiều, 35 tuổi rồi. Thì không biết là cái khoảng cách này nó có bị ảnh hưởng gì nhiều so với việc là chúng ta có mỗi quan hệ để quen biết nhau không? Dạ, khoảng cách về tuổi tác thì thật ra mình cũng không có chênh nhau lắm. Em chỉ đang ngại về khoảng cách về địa lý thôi. Thì không biết là nếu mà mình yêu nhau trong thời gian, em chưa nói tới phần làm dâu ha, trong thời gian yêu nhau thì anh có thể sắp xếp mình vào Sài Gòn thăm em được bao nhiêu lâu à? Bao nhiêu, một năm bao nhiêu lần hay là một tháng bao nhiêu lần? Thực ra thì vì cái đặc thù công việc nên ra mình cũng chủ yếu là để hỗ trợ công việc, thì cái thời gian làm việc của mình chủ yếu vẫn là giờ làm hành chính thôi. Tuy nhiên có những cái công việc phát sinh hoặc là có những cuộc họp hay là gặp đối tác thì mình cũng đều phải đáp ứng công việc là trước tiên. Thì mình cũng nếu mà có duyên để quen nhau thì mình cũng hy vọng rằng mình sẽ sắp xếp được cái thời gian nhiều với bạn. Ví dụ như hôm nay là tham gia chương trình thì sáng nay mình bay vào thì tí nữa mình sẽ lại ra sân bay và mình bay ra luôn. Dạ, khá là bận rộn. Để anh chia sẻ rất nhiều câu chuyện trong bạn muốn hẹn hò. Có rất nhiều cặp đôi miền Tây, Huế, Nha Trang này kia, rất là nhiều cặp lên y như các bạn luôn. Cái khoảng cách rất là xa, các bạn rất là ngại. Nhưng xin thưa các bạn rằng chỉ vài tháng sau thôi họ đã cưới nhau. Rất nhiều cặp như vậy chứ không phải là đây là một trong những cặp mà xa đâu nha. Thành ra các bạn cứ yên tâm với khoảng cách. Bây giờ chúng ta trao đổi về những cái gì mà mình đang hướng tới đi, khoảng bao lâu mình có thể kết hôn được. Đúng rồi. Rồi á, mình kết hôn thì á, mình phát triển kinh tế thế nào, chúng ta có một cái suy nghĩ, một cái ý tưởng nào để phát triển kinh tế, hay hai bạn làm cái gì đó. Mình thử nghĩ, thí dụ như em đi ra Hà Nội đi, ủa em cùng làm với bạn này cũng được, hoặc em cùng phát triển, em ngoài Hà Nội cũng như thành phố Hồ Chí Minh mà. Thí dụ thôi. Đâu mình đưa ra một cái gọi là một kế hoạch nào đó, thử xem nó có hợp lý không. Anh mở chi nhánh trong Sài Gòn đi. Trời, bé dễ thương gì đâu. Cũng là một ý tưởng hay. Thực ra thì bây giờ bản thân anh vẫn đang đi làm thuê, anh làm cho công ty thôi. Nếu ra là anh chỉ đang giữ chức vụ, nó cũng kiểu là có trách nhiệm thôi, chứ cũng không phải là làm chủ và được quyền quyết định hết. Nhưng mà anh nói Hiếu nghe nha. Dạ.
Thật ra nếu cái nghề của em á, em đang làm rất là tốt, bây giờ chúng ta có thể nghĩ mở một cái chuỗi nào riêng cho mình, có thể bắt đầu từ thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta mở một cái cửa hàng nào đó, rồi bạn gái làm thử được thì mình tiếp tục mở một cái chuỗi, một vài cái cửa hàng nữa. Thật ra đây là một trong những cái món gọi là xu hướng thời thượng đó, là họ rất thích uống những cái thức uống này. Hay là mình chế biến ra một cái loại hình nào nữa thì sao? Đây là một cái hướng mà anh nghĩ rằng mình nên suy nghĩ và hướng tới đó em trai. Dạ vâng. Bây giờ người ta nói là làm công thì cả đời cũng thế thôi, không có gì bất ngờ xảy ra cả. Nhưng nếu ta làm chủ một lần, có thể chủ một quán nước mía, giống như nãy em nói là chủ một cái cửa hàng bán động vật thôi chẳng hạn, chúng ta có thể làm giàu được. Bây giờ làm công thì cả đời vẫn làm công thôi. Nếu chúng ta giỏi, chúng ta cứ làm một thời gian để có kinh nghiệm, rồi chúng ta tự bay, tự làm, tự kinh doanh. Hai bạn còn trẻ mà, ba mấy chưa có già đâu, còn đường đời còn dài lắm. Làm giàu bằng cách là cùng mở một cửa hàng nào đó chẳng hạn. Về nhà bè đi, nhà bè giờ cũng ngon. Chú Linh hùng không? Hùng, mở đi tôi hùng à. Tôi rủ Thầy Bình Tùng hùng nữa. Em cảm ơn ý kiến của anh Quyền Linh. Thì cái này thì em sẽ xin ghi nhận ý kiến và em sẽ dành thời gian để suy nghĩ về điều này. Thật ra hai bạn này nè, bây giờ chỉ cần hai bạn bàn về cái chuyện hẹn hò đi. Đúng rồi. Dạ. Hẹn hò nó như thế nào, bảo đảm luôn sau khoảng thời gian hẹn hò là hai bạn này tự động sẽ có đưa ra cho mình những cái phương án cho hôn nhân. Không, bây giờ nè, tại vì hai bạn này hợp nhau lắm. Hẹn hò không phải khó đâu. Bây giờ là mạng internet này kia, chúng ta hẹn hò online dễ lắm. Chỉ cần gọi điện thấy mặt nhau hàng ngày, mình nói chuyện nhau chừng khoảng một tháng thôi, mình có thể yêu nhau không là biết liền. Rồi sau đó cái gì đến nó đến. Đúng rồi. Quan trọng là các bạn tính thử xem các bạn gọi là tương lai chừng nào kết hôn nè. Đó. Bởi vì tuổi các bạn không còn nhỏ nữa đâu. Chúng ta bước qua một vài năm là ta đã thấy già rồi các bạn. Đấy. Em trai hỏi em gái là em định chừng nào kết hôn và ngược lại. Rồi mình thử ra một cái bài toán là mình ở đâu, thì giống như nãy mình mở cửa hàng nào đó. Đó. Vậy thì anh cũng xin phép được hỏi em hai câu như thế này. Dạ. Cái thứ nhất thì nếu mà được thì bao giờ em có thể kết hôn được? Và câu thứ hai, nếu mà chỉ có sự lựa chọn ở đây hoặc ra Hà Nội thì em sẽ lựa chọn phương án nào? Dạ, về kết hôn thì em đã sẵn sàng từ nhiều năm rồi ạ. Em chỉ chờ người tới rước thôi. Cười quá này. Cười vậy. Còn về mình sau khi kết hôn mình ở đâu thì em nghĩ là lúc này sẽ là cân nhắc giữa hai bên. Ví dụ như công việc của anh thì có thể là, ví dụ như em là nhân viên văn phòng thì em có thể là sắp xếp mình không làm công ty này thì mình làm công ty khác. Còn ví dụ như mà anh không thể công việc của anh, hoặc là anh sắp xếp có thể là anh mở chuỗi cửa hàng riêng hay như thế nào đó, thì em vẫn có thể phụ anh được, tại vì em đã từng làm qua khá là nhiều công việc và em cũng có một chút kiến thức về kinh doanh. Thì nói chung là muốn thì sẽ sắp xếp được thôi. Nói chung là thuyền theo lái, gái theo chồng, đúng không? Dạ. Người ta dạ rồi đó. Ở đâu có tiền là có, ừ, là ở được thôi. Không quan trọng phải ở đâu cả. Ở Hà Nội thậm chí lên Yên Bái mà có làm ra tiền tôi cũng lên nữa. Không có lo. Bây giờ đi lại nó đơn giản quá đi mà. Đừng quan trọng gì đó các bạn. Quan trọng các bạn có hiểu nhau, yêu nhau hay không thôi. Rồi quan điểm về hôn nhân đi. Nhanh đi nha. Tuổi lớn đẻ con khó lắm á. Quan điểm về hôn nhân 32 rồi đúng không? Kết hôn xong các bạn muốn sanh bao nhiêu người con? Kết hôn đẻ liền trai gái, hỏi nhau đi. Câu này có nghĩ rằng về đến việc gia đình thì nên nhường cho phụ nữ hỏi trước. Hả? Liên quan đến vấn đề của gia đình thì tình cảm gia đình thì nên để cho bạn nữ hỏi trước.
Em hả? Trời, hai đứa này quen nhau cái ngồi cười với nhau không mà trời. Em thì em cũng sức khỏe cũng không được tốt lắm nên em hy vọng là sinh một bé được rồi. Người trai hay gái, thích trai hay gái? Dạ, trai hay gái đều được à. Tại em không biết nhà bên bạn nam có quan trọng trai gái hay không ạ. Mình thì mình thích con gái hơn. Cái thứ nhất là mình có khá nhiều cháu trai rồi. Dạ. Cái thứ hai là con gái đầu lòng thì bao giờ cũng tốt. Dạ, tại vì con trai hay con gái cũng không phải do mình quyết định. Nên là con cái là lộc của trời thôi, con trai hay con gái đều được. Nhưng mà em hơi bị ít nói ấy, nên là đã yêu xa không có gặp nhau nhiều rồi. Mà thí dụ chat mà em lại còn ít nói nữa thì sao? Các bạn tự động về mở mạng lên nói chuyện với nhau 2-3 ngày mà chứ tự nhiên ta nhớ nhau. Ghiền nhau là nói tới cái gì? Chúng ta ghiền nhau, chúng ta tự tìm đến nhau thôi. Rồi phải tự nói thôi. Thật ra bạn trai cũng ít nói nữa. Bạn cũng ít nói. Chỉ cần mở hình nhìn nhau cười thôi. Rồi nhớ nụ cười đó không là được rồi. Hiểu không? Bây giờ nè, em trai tới nắm tay em gái đi. Em nói cái cảm nhận của em ngay trong lúc này, em suy nghĩ gì với người đối diện. Rồi sau đó hát một bài hoặc làm một bài thơ nào tặng bạn gái. Người ta cảm nhận thôi. Tiến tới đi em. Giờ mình không nói, mình hành động. Tới nắm hai tay hai chân luôn. Nắm hai tay luôn. Đó, nhìn thẳng mắt bạn gái. Nói gì đi, cảm nhận cô gái ấy là gì? Như thế nào, nhìn mắt được không, mũi được không? Biết miệng tỏ, cười sao? Biết tỏ tình không? Không biết nhờ bố, bố chỉ cho. Em như ly nước trà vải gì đó, nói đi. Được rồi, bây giờ mình ngồi chỗ ngồi để nói được không ạ? Không. Nắm cái tay người ta coi như bây giờ mình giao lưu cảm xúc đó. Để coi cái tay nó truyền hơi ấm thế nào, coi nó có nhúc nhích trái tim gì không. Mấy cầm đen nhà em có cảm giác gì không? Hơi rung. Okay. Anh cũng vậy. Thấy chưa? Bố còn nói con mạnh dạn lên kìa. Anh nghĩ rằng đây là cơ hội để chúng ta có thể quen nhau. Nếu mà có thể tìm hiểu và tiến xa hơn thì đây cũng là một điều mong muốn không chỉ của riêng chúng ta mà của tất cả mọi người ở đây nữa. Yeah. Rồi làm thơ tặng luôn. Không ạ. Hả? Thực ra là hôm qua mà lúc chờ bố mẹ đi xuống Hà Nội thì trong lúc luộc rau thì em cũng có nghĩ một bài thơ. Tuy nhiên thì để vào đọc đây thì chắc là em không nhớ được hết đâu, chỉ đọc được nội dung thôi. Rồi đọc đi, đọc trước mà coi gì đó. Ôi trời. Bài này thì em chưa kịp đặt tên thì thôi gọi là bài thơ rau luộc vậy. Không nhớ. Nhớ nhiêu đọc nhiêu đi. Qua mình làm rồi mình có ghi giấy không? Bây giờ em gái hát bài tặng em trai trước đi. Được. Đúng rồi, cho lấy tinh thần nè. Hát bài nhà bè nước chảy chưa hay đó. Hôm nay đất sốt, mời anh đi về vậy đó. Đất và bè đang sốt lắm. Dạ em không biết hát đâu ạ. Không biết luôn hả? Dạ không. Hai đứa này gặp nhau mà ngắn gì trời. Cười không á? Cười không à. Ông định đứng sát vô xíu, đứng sát vô coi ba mẹ thấy hợp lý không? Về phong thủy coi. Đẹp, hai bạn này đẹp đôi. Hai đứa này nhỏ con nhưng mà rất nguyên nhoi mà rất là đẹp đôi luôn. Đẻ con ra cũng hợp lý luôn á. Ha, nói về phong thủy á là đây rất là hợp. Rất là hợp. Còn chuyện ở gần ở xa không quan trọng đâu. Ha. Yêu nhau đi về, cái bữa nào mở hình lên không nói, cái nhìn nhau cười vậy thôi. Cười hoài vậy đó. Xong cúp máy cũng được. Rồi cứ 3-4 lần, chừng vài chục lần mà thấy nhớ nhau bắt đầu nói cũng được. Này cũng ít nói, kia nói cố gắng nói nhiều hơn xin. Dạ. Nha. Bữa nào nó không gọi bố mẹ kêu gọi nha. Bố mẹ thấy hai bạn đẹp không bố mẹ? Đẹp mà. Đẹp đôi nhỏ con cu te đó. Nhìn cũng được lắm. Ha.
vấn đề là hai đứa thấy có hợp nhau không? Nãy giờ nói chuyện đó có rung động, trái tim có nhúc nhích rung động chút xíu này không? Có thấy tìm được đối phương một cái gì để mình yêu, mình nhớ, mình thương chưa thôi? Rồi, về ghế đi các bạn. Thật ra yêu xa em thú vị lắm các bạn. Ngày xưa chị Lan cũng yêu xa rồi. Yêu xa không có gây lộn. Không có gây lộn, mà dễ thương lắm. Thì yêu gần cãi nhau gây lộn đây, mệt. Đây, đưa tay, chị Lan để vô nước bấm nè. Lâu lâu em ra Hà Nội đi, rồi em thấy thật sự là lãng mạn. Rồi lâu lâu em về Nhà Bè đi, em còn lãng mạn hơn nữa. Nhà Bè tức là ngày xưa là quận 7 Nhà Bè, nhưng Phú Mương em biết không? Em biết Nhà Bè chưa? Hà Nội có vô Nhà Bè lần nào chưa? Em chưa. Chưa biết không? Em biết Phú Mỹ Hưng chưa? Có nghe. Có nghe đúng không? Có nghe chưa vô đúng không? Về Nhà Bè đi, Nhà Bè nước chảy chia hai. Đẹp lắm em ha. Nhà Bè là xưa quận Phú Mỹ Hưng với Nhà Bè là một đó. Rồi tách cái quận 7 ra, Nhà Bè quận 7 là cái nhà, còn Nhà Bè là cái bè đó. Nói vậy cho em cảm nhận. Ok, để cái tay nút bấm đi em. Nè em để bên đây nè, giống bạn gái nè. Thật ra Nhà Bè nó không có xa đâu. Ngồi ngồi sát đây, để xe đây. Nhà Bè không có xa đâu. Nó nằm ngay Phú Mỹ Hưng đó. Đó là khu đô thị rất là hiện đại luôn. Bây giờ các bạn để tay vào nút bấm, suy nghĩ thật kỹ nha. Chúng ta bấm là chúng ta đồng ý hẹn hò, là trao duyên cho nhau. Không bấm vì bất kỳ điều gì hết nha các bạn. Còn mình cảm giác đây không phải là một nửa mảnh ghép của mình. Mình cảm giác ô, hai đứa không thể nào gần nhau được bởi vì khoảng cách khá xa. Chúng ta không cần bấm. Để cái duyên đó cho người khác. Chúng ta đừng bấm để rồi mất duyên của chính mình và đối phương. Chúng tôi không khuyến khích các bạn bấm khi con tim các bạn chưa rung động. Suy nghĩ cho kỹ, nhắm mắt lại. Hãy lắng động trong 30 giây để suy nghĩ. Mình đang đối diện với người lớn, với hàng triệu khán giả truyền hình. Chúng ta bấm là phải có trách nhiệm với cái nút bấm đó. Nào, chị Lan đếm nha. 1 2 3 Hết thời gian. Có bấm không? Đó, em không bấm mà. Đàn cái gì? Em trai không bấm. Mình Ồ Hiếu, em có nói chút xíu về lý do em không bấm. Em nghĩ rằng lúc đăng ký chương trình thì em cũng có cái tâm nguyện, đó là hiện tại bây giờ tuổi của em nó cũng lớn thôi. Em muốn có một cái thời gian tìm hiểu nó không quá dài để có thể kết hôn được trong năm nay. Cái khoảng cách nó thực sự là quá xa nên đâm ra là cái thời gian mà nó có thể tìm hiểu nhau thì nó sẽ bị thu hẹp lại rất là nhiều. Nên em nghĩ rằng mình có thể là có một dành một sự lựa chọn nào đó nó có thể tối ưu hơn cho cả bản thân mình và cho tất cả mọi người, thì không làm mất thời gian của cả bạn nữ nữa. Rồi, chúng tôi tôn trọng quyết định của bạn. Em gái. Dạ. Cảm nhận của em thế nào, có thể chia sẻ một chút. Dạ không sao ạ. Không vấn đề gì. Dạ, chúng ta rồi. Bấm hay không bấm nó không là vấn đề gì cả. Bấm để chúng ta cố gắng tạo cho một cơ hội để chúng ta có thể tìm hiểu ha. Dạ. Bạn nào không bấm thì thật ra anh cũng tiếc một chỗ là hai bạn rất là hợp với nhau. Còn anh nói với Hiếu này nè, thật ra đàn ông mình á cần nên mở lòng mình ra chút xíu nữa. Cần nên gọi là cố gắng để tìm đến cho mình một mối tình nào nữa. Còn thật ra là em ít nói nè, rồi ít có gọi là gặp nhiều người, ít có nhiều người nói vô, giống như ở đây anh với Lan nói nhiều. Nhưng nếu em gặp cô gái nào không ai nói nữa thì em là ít nói nữa thì khó tìm một người bạn gái lắm. Yeah. Vậy thì nên mở lòng ra chút xíu, học hỏi bố nhiều chút xíu, gọi điện cho bố nhiều chút xíu. 35 tuổi là cũng lớn rồi đó. Nếu như mà mình bước vào vài năm nữa là cảm giác là mình già rồi đó. Nha. Rồi khi mà mình có sự nghiệp rồi, mình có gia đình hạnh phúc nữa thì chúng ta mới trọn vẹn cái sự nghiệp đó. Mà bố mẹ chắc cũng đang đợi rồi. Thật ra anh rất là quý, trân quý cái tình cảm của bố mẹ đã từ Yên Bái vào Hà Nội, đã xa rồi. Rồi từ Hà Nội bay vào thành phố Hồ Chí Minh nữa. Rất trân trọng tình cảm đó.
ý là ba mẹ rất mong muốn Hiếu tìm cho một nửa yêu thương rồi đó nha, cố gắng lên. Ơi không sao cả, nếu như chúng ta không bấm nút ở đây thì có hàng triệu người đang xem chương trình sẽ bấm nút cho cô gái, hoặc là có hàng triệu người sẽ bấm nút cho chàng trai. Duyên mà, coi như hôm nay các bạn có duyên từ Hà Nội đến Nhà Bè đã gặp nhau, nhưng chắc thiếu không có thiếu nợ, thành ra là thôi chúng ta có thể trở thành những người bạn với nhau, liên lạc với nhau, dạ, nói chuyện với nhau như những người bạn, giúp nhau để cùng tiến bộ nha. Dạ. Rồi biết đâu lúc nào đó những nước Nhà Bè chảy tới Hà Nội thì sao. Ok, đây là những món quà dành cho các bạn đây. Đây là xà bông. Sáng Linh bán đi làm MC, tối bán xà bông. Xà bông rửa chén, rửa tay, xà bông lau sàn ha. Xà bông bột, xà bông nước Amity của Quyền Linh sản xuất. Đây là cốt hủ tiếu, một sản phẩm của Quốc Việt Food, giúp cho món ăn thơm ngon tròn vị, dễ dàng hơn trong quá trình chế biến. Rồi còn gì nữa không? Cái này của chú. Rồi, đây là một cái voucher 1 triệu, là cái hai voucher Tasty Kitchen đó, một cái chuỗi cửa hàng này nè. Họ tặng 1 triệu đồng mà 2 triệu là ăn hai bữa. Đó, mình tại sao mình tạo làm cái chuỗi này nếu mình giỏi trong cái việc đó nha. Nếu chúng ta giỏi chúng ta có thể tạo một cái thương hiệu, một cái chuỗi cửa hàng bán từ Hà Nội tới Nhà Bè luôn. Còn đây là một phần quà tặng đến từ tập đoàn bất động sản Hưng Lộc Phát. Mỗi một phần quà là một voucher 10 triệu đồng. Đó. Hưng Lộc Phát là cũng có đất ở Nhà Bè nữa đó nha. Có. Có mấy chục căn hộ. Còn nữa ạ. Rồi.